Muốn con trai thành đàn ông, đích thực, đừng nói với con bốn câu kém cỏi có những câu tưởng đúng hóa ra lại sai, bét nhẹ, biến con trai thành kẻ yếu đuối, nhu nhược. Con trai không được khóc trẻ con không giỏi chịu đựng như người lớn, khóc là cách để con chút bỏ cảm xúc, việc trút bỏ cảm xúc đúng cách sẽ giúp trẻ khôi phục lại ý thức của mình, lấy lại bình tĩnh. Đứa trẻ không được khóc sẽ bị cản trở sự phát triển thể chất và tinh thần, dễ trở thành một người đàn ông nhẫn nhịn, cam chịu, sống buồn tẻ khi lớn lên. Còn thật vô dụng con trai vốn có tính cạnh tranh, trước mặt người ngoài, ngay cả những chàng đứa bé trai còn nhỏ tuổi cũng có lòng tự trọng và muốn được người khác, đặc biệt là bố mẹ khẳng định mình. Nếu bố cứ hay mắng con vô dụng thì con sẽ nghĩ bản thân mình giờ thật kém thật, sinh ra chứng tự ti, nhút nhát tự xem thường bản thân, một số trường hợp cá biệt sẽ nổi loạn. Thích chống đối bố người đã xem thường mình, nếu không nghe lời thì đừng làm con tao, nữa con trai tuy không yếu đuối như con gái nhưng cũng có tâm lý dựa vào gia đình khi còn nhỏ. Đặc biệt bố là trụ cột vững chắc để con tin tưởng, khi mà ông bố cứ luôn bảo, mày đừng làm con bố nữa, tao không có đứa con như mày, sẽ khiến đứa nhỏ tổn thương, cảm thấy bị ruồng bỏ, thiếu an toàn. Đứa kia yếu vậy mà cũng không đánh lại được sẽ không tránh khỏi những cuộc cãi vã, tranh chấp giữa các chàng trai, chuyện động tay động chân là bình thường, nhưng một số ông bố rất thực tế. Nếu trẻ bị đánh, trước tiên không an ủi trẻ mà đi hỏi, con đánh không lại nó à? Trên thực tế, ý thức tiềm ẩn của câu này là tại sao con yếu đuối, kém cỏi như vậy, sao con lại vô dụng như vậy? Điều này khiến đứa trẻ trở nên nhu nhược, sợ hãi, nghi ngờ về bản thân, thật ra thì có người mạnh kẻ yếu, con trai gặp kẻ mạnh đánh không lại là chuyện thường. Ít nhất là đã có ý chí chống trả kẻ ức hiếp, thế là tốt, hai điều đúng đắn bố nên dạy con dạy trẻ có trách nhiệm, với con trai trong gia đình trước hết phải dạy con ý thức trách nhiệm. Làm chủ cột vững chắc có thể nương tựa, nên rèn cho con một tinh thần dũng cảm và không sợ hãi, tập luyện tính tự lập và chịu trách nhiệm của con trai ngay từ khi còn nhỏ, dạy con tự tin việc trau dồi sự tự tin là rất quan trọng đối với các bé trai để con bước ra ngoài thể hiện được năng lực bản thân gặp khó khăn không lùi bước vì vậy bố không nên đánh con mắng con quá mức không nên khiển trách buộc tội thay vào đó nên đồng hành cùng con tìm nguyên nhân giúp con sửa chữa để lòng tự tin của con được nhân đôi